chị xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Tình Bạn, trích thơ của Việt Quỳnh. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe bài thơ này nhé. Bài thơ Tình Bạn. Vịt con đang hí hoáy, ngồi vẽ ông mặt trời. Bạn heo gọi ới ới, vịt giật mình hoảng hốt. Ôi thôi lọ màu đổ, bắn tung tóe khắp nơi. Vây bẩn lên tấm áo, vịt giận rồi heo ơi. Năn nỉ mà năn nỉ, heo tỉ tê làm hòa. Vịt con cười hết giận, lần sau cẩn thận nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ Tình Bạn. Vịt con đang hí hoáy, ngồi vẽ ông mặt trời. Bạn heo gọi ới ới, vịt giật mình hoảng hốt. Ôi thôi lọ màu đổ, bắn tung tóe khắp nơi. Vây bẩn lên tấm áo, vịt giận rồi heo ơi. Năn nỉ mà năn nỉ, heo tỉ tê làm hòa. Vịt con cười hết giận, lần sau cẩn thận nha. Bài thơ đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bé đã xem hết video của chị. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt tất cả các bé.